Dạ vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là kênh chuyên cung cấp và review những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nằm ở vùng ven phía Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 0377304018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay, Biển Xanh xin được phép chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới tọa lạc ngay trong khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, nằm ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 của xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km. Hôm nay Biển Xanh ở đây để chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới, đó là một vị trí nằm mặt tiền view kênh nước du lịch sông Trăng, nằm ngay mặt tiền con đường trục chính rộng lên đến 16m quý anh chị nhé. Và Biển Xanh đang chạy đây chính là con đường trục chính đường kênh KT11, con đường chạy dài theo kênh du lịch sông Trăng, 1,7 km chạy dài khắp dự án. Và cái vị trí ngày hôm nay là một lô đất hướng nam, mặt tiền view kênh nước du lịch sông Trăng, nằm ngay mặt tiền con đường trục chính này quý anh chị. Và chạy thẳng con đường này thì chúng ta sẽ đi xuống cổng số 2, quỹ đất xây trường cấp 2, cấp 3. Và ngay cổng số 2 thì có mở rộng con đường động lực nối liền từ khu công nghiệp Tân Đô, Tân Đức về tới khu 900 hecta của tập đoàn Vingroup, cho nên sẽ rất nhiều tiềm năng. Và lô đất của chúng ta thì nằm ngay vị trí này, ngang 5 và dài là 20, mặt tiền hướng nam, view trực diện kênh nước du lịch sông Trăng quý anh chị nhé. Lô đất có lòng đường nhựa rộng 14m và vỉa hè rộng 6m. Chạy thẳng về phía trước thì chúng ta sẽ gặp quỹ đất xây trường cấp 2, cấp 3 và cổng số 2 hướng đi ra con đường động lực quy hoạch của nhà nước. Con đường động lực mở rộng 30m nối liền từ khu công nghiệp Tân Đô, Tân Đức chạy dài qua khu vực này và lên tới khu 900 hecta của tập đoàn Vingroup. Còn hướng ngược lại từ lô đất chạy lên khoảng 150m thì chính là công viên 7 kỳ quan thế giới. Lô đất có diện tích ngang 5 và dài là 20, tổng diện tích trên sổ là 100m2, đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn, pháp lý minh bạch rõ ràng quý anh chị nhé. Vị trí của chúng ta rất là đẹp để mình có thể mua để dành, mua xây nhà để ở, an cư lập nghiệp, một lô đất rộng, đẹp, thoáng, vỉa hè to, lòng đường lớn. Với cái vị trí này thì mình mua để dành, mua để đầu tư thì nó sẽ còn sinh lời rất là nhiều. Và đây chính là block K6, vị trí gần công viên 7 kỳ quan, nằm giữa khu vực kỳ quan và quỹ đất xây trường cấp 2, cấp 3 quý anh chị nhé. Ở đây thì chủ đầu tư có đóng cọc bê tông 4 góc 4 cọc rõ ràng cho chúng ta rồi quý anh chị. Từ bên cọc bê tông này mình đo sang bên trái cũng có đóng cọc luôn rồi, là 5m và dài đụng xuống cái đuôi nhà phía sau là 20m, tổng diện tích là 100m2 và lô này của chúng ta có hướng nam, nằm ngay trục đường chính. Và giá của lô này là 2 tỷ 240 triệu, giá bao thuế phí công chứng sang tên quý anh chị nhé. Nằm ngay mặt tiền đường trục chính, view cây nước du lịch sông Trăng, một cái vị trí rất là hiếm sản phẩm. Giá là 2 tỷ 240 triệu, giá bao toàn bộ thuế phí công chứng sang tên. Quý anh chị và các bạn xem được video này thấy nó phù hợp nhu cầu tài chính của mình thì còn chần chừ gì mà không gọi ngay cho Biển Xanh qua số hotline trên màn hình để sở hữu nhé.